Vụ việc mà Hoàng Quý Phi của Thái, nước Thái đó thưa quý vị, Thái Lan đó, đã bị tước mọi danh hiệu, và đây là một trong những cái bản tin mà cũng đã lên top những cái trang nhất của những cái phương tiện truyền thông toàn cầu vào buổi sáng ngày hôm nay. Đây là bà Quý Phi trẻ nhất của nước Thái thưa quý vị, bà có tên là Sinead Gwangva Jirapakadi, và đã bị quốc vương Thái Lan là Rama X đã hủy mọi cái tước hiệu Hoàng Quý Phi và cũng như là tất cả mọi cái huân huy chương mà bà đạt được bởi vì một cái tội gọi là tội bất trung. Đúng, thưa quý vị, là bên Thái Lan họ vẫn còn cái tinh thần quân chủ dữ lắm, tức là vua vẫn có toàn quyền. Mặc dù ông thủ tướng có thể là đề ra ngay cả tổng thống, những cái chức vị dường như là kể có vì thôi, nhưng mà cái nếu lúc trong lúc mà có những vấn đề tranh cãi hay là giữa các cái trong nội các, hoặc là có những thời kỳ mà chúng ta hiểu là Thái Lan là cái nước mà người ta nói là một cái nước mà có nhiều cuộc đảo chánh nhất, vì là nổi tiếng về các cuộc đảo chánh, cứ các ông tướng đó quân phiệt mấy ông cứ ông này lật ông kia, rồi thì những lúc mà có cái tranh chấp giữa các ông tướng như vậy, các lãnh tụ như vậy, thì thường thường quyết định cuối cùng mà không giải quyết được là để cho ông vua. Thành ra ở bên Thái Lan vua chúa nó vẫn là một cái gì rất là bí hiểm và rất là đầy quyền lực, mặc dù họ đứng phía sau. Thì gần đây thì bà này lại bị tước hết những cái danh hiệu, thì đây có thể là một cái khá nặng nề. Thì xem này họ nói là về, họ chỉ nói chung chung là không trung thành, nhưng mà không hiểu là bà ấy làm cụ thể những cái gì, thì chúng tôi sẽ còn phân tích và đến quý vị ngay sau đây. Thì thưa quý vị, là cái bà Quý Phi này đó, thì quý vị thấy thì hình ảnh của bà thì rất là đẹp. Và quý vị biết rằng là cái công báo sáng nay của Hoàng gia Thái Lan cũng cho biết là bà Sininat bị hủy tước hiệu là do không trung thành với nhà vua, và cũng có một cái cáo buộc thứ nhì cho bà, đó là bà có hành động chống lại mệnh lệnh của hoàng hậu Suthida. Suthida là cái hoàng hậu mà ông vua này cũng mới kết hôn thôi. Ông mới lấy cái bà Suthida này trước đó khoảng là 3 đến 4 tháng. Thì cái bà Suthida này là được biết là bà Sininat đã chống lại những cái lệnh của bà Suthida, và họ nói rằng cáo buộc là vì những tham vọng cá nhân của bà. Thì tất cả những cái cấp bậc và huân huy chương của bà đều bị hủy bỏ trong ngày hôm nay. Và người ta nói rằng là được biết là thưa quý vị là bà Sininat thì đã bị tước danh hiệu chỉ 3 tháng sau khi mà bà đã được vua là Rama X sắc phong để trở thành cái gọi là Hoàng Quý Phi đầu tiên của Thái Lan trong suốt hơn một cái thập kỷ, gần một cái thế kỷ vừa qua đó thưa quý vị. Bởi vì và 3 tháng trước đó thì cái vị quốc vương này là ông cũng đã kết hôn với Hoàng hậu Suthida là người vợ thứ tư của ông. Ông có thể nói là một vị hoàng đế rất là đa thê. Bởi vì những cái vị mà tiền nhiệm của ông đó, người ta hầu hết là theo gọi là chế độ là một vợ một chồng. Và trong đó có một cái vị là ông vua Rama Đệ Tam thì lại không kết hôn. Nhưng mà ông Rama X này thì là đa thê. Và cách đây 3 tháng thì ông mới lấy một người vợ thứ tư. Và cái bà mà Sininat này đó thì là vừa được phong Hoàng Quý Phi cách đây khoảng 3 tháng. Và được biết là đây là một cái lần đầu tiên trong suốt một thế kỷ mà ông mới có một cái vị hoàng đế của Thái phong cái chức sắc này cho một cái người vợ của mình. Nhưng mà giờ đây thì bà đã bị là hủy bỏ tất cả, tước rồi. Tức là quý vị hiểu là ông này thì đã 67 tuổi. Và ông ta, cái bà này coi như là vợ lần thứ tư đó. Vợ thứ tư của ông ta. Thì có thể là cái áp lực của ngay cả bình thường bà vợ đầu, có thể là bà áp lực bằng cách này cái kia, cho nên là cũng có vấn đề trong cá nhân trong đó. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là nhiều khi ông vua bây giờ ông cũng bị áp lực giữa cái bà vợ chánh đầu tiên, và ông phải xuống cái lệnh như vậy, cho mình cũng chưa biết bên trong này có những cái điều oan ức khuất tất như thế nào. Nhưng mà cái đó là cũng là chuyện thường tình thôi, tại vì thường thường là bây giờ ông lấy cái bà vợ sau cùng vừa trẻ đẹp nhất thì có thể là có cái vấn đề trong đó, thì bà vợ đầu có thể bà ấy có một cái ghen tức nào đó. Thì đây người ta cũng có cái dư luận đang đồn đãi như vậy. Nhưng mà họ nói là cái bà này đã lợi dụng được ông vua hơi sủng ái, thì bà ấy có nhiều khi bà ấy ra những cái lệnh mà coi như là đại diện cho vua, bà ấy xưng là bà ấy ra những lệnh này theo ý của ông vua, nhưng mà thực ra là cái đó cũng như là một cái hình thức lạm quyền. Đó là những cái chỉ trích người ta nói, và đi đến cái quyết định là bà ấy bị tước những cái danh hiệu về hoàng gia trong này, thưa quý vị. Thì quý vị thấy là bà Sininat trong hình ảnh đó mà quý vị vừa coi, mà các anh kỹ thuật viên mà gửi tới quý vị, thì thấy rằng bà có một cái nét đẹp rất là quý phái và rất là nữ tính, đúng không anh? Nhưng mà trên thực tế khi mà đọc về tiểu sử của bà thì bà không phải là một cái người mà nữ tính và mềm mại như vậy. Quý vị thấy cái hình ảnh bà đấy, bà năm nay 34 tuổi, từng là y tá quân đội,
Trước khi mà bà trở thành cái thiếu tướng chỉ huy, gọi là lực lượng cận vệ của nhà vua, và bà đã được trao 4 huân chương cao quý để vinh danh những cái đóng góp của bà cho quốc gia đó, thưa quý vị. Và ngoài ra, theo cái tiểu sử mà Hoàng gia Thái người ta công bố, thì bà Sininath này đã từng trải qua nhiều chương trình huấn luyện quân sự. Bà là người quân sự đó, thưa quý vị. Và đã được huấn luyện trong không quân Hoàng gia Thái Lan, tức là bà làm phi công, điều khiển phi cơ nữa đó. Vào năm 2018, và đã trong cuộc đời của bà thì bà đã từng học lấy bằng phi công tại Đức Quốc. Quý vị thấy là bà rất là dữ dội, chứ không phải là như cái hình ảnh không phải như cái hình ảnh mà quý vị thấy là bà quỳ xuống chân vua, hôn chân của ông để mà trở thành quý phi, mà thực sự thì bà là phi công, bà là y tá quân đội, bà đã làm việc rất nhiều trong quân đội, và có thể nói là bà là một cái người rất là mạnh mẽ chứ không có đơn giản. Tức là bà có nhiều cái nam tính lắm quý vị thấy không? Đúng rồi. Lái phi công, pilot, tức là những người mà nghĩa là cũng phải có những quyết đoán hoặc là những cái mạnh mẽ. Thì bà ta thì hồi trước là một phi công thường, nhưng mà lúc mà ông vua này lấy và cất nhắc lên thì nghe nói là bà ấy được lên nhiều cấp và bây giờ bà ấy trở thành tướng. Đó là cái dư luận ở ngoài dân chúng, nói là bà ấy không có những cái đóng góp thực sự, những cái chiến công thực sự trước đây nhiều. Đó thì cũng là một cái chỉ trích tại sao. Và có thể là bà ấy hơi ý thấy ông vua thương mình, cái bà ấy làm hơi lấn quyền sau đó, mà bây giờ để cho cái dư luận nó kết án và ông vua đành phải tước bỏ những cái danh hiệu về royal, về hoàng gia, hoàng tộc. Thì cái đó cũng là một cái vố khá nặng bà này đang bị hiện nay, thưa quý vị. Nhưng mà anh cũng thấy rằng là, anh Trọng có thấy rằng là bởi vì bà ấy mạnh mẽ như thế, thưa quý vị, những cái người phụ nữ mà đã từng là phi công trong quân sự, đã từng là y tá của quân đội, tức là bà làm việc với quân đội, là cái nam tính trong con người bà rất là mạnh. Đúng thì rồi. Những người phụ nữ như vậy đó, người ta không nghe lời một cái người mà dưới mình, thì là cái điều đó cũng dễ hiểu mà thôi. Đây là không có thể là chúng ta không đúng nói rồi. Rằng là người ta đổ cho bà cái cáo buộc là bà đã không vâng lời và làm đúng những rồi, cái hành động lạm quyền, rồi là mưu đồ cá nhân. Nhưng mà thưa quý vị, đó là những cáo buộc. Nhưng trên thực tế, nhìn vào cái tiểu sử của bà Sininath, quý vị thấy là bà rất nam tính. Bà rất nam tính như vậy thì đương nhiên là khi mà ông vua lấy một cái người vợ thứ ba, bởi vì ông lấy cái người vợ thứ tư, ông lấy cái bà Suthida là mới cách đây 4 tháng và phong chức quý phi cho bà này là 3 tháng. Thì hai cái bà này chắc chắn là hai bà rất là cạnh tranh nhau trong cái hậu cung. Mà đương nhiên là bà này thì bà lại là một cái nữ phi công, bà rất là mạnh mẽ như vậy. Thì việc mà bà ấy không nghe lời, không tuân theo cái lời của cái bà Suthida, nó cũng có những cái lý do mà chúng ta có thể gọi là hiểu được là vì sao. Dạ, thì thưa quý vị, đó là cái bản tin chúng tôi cũng thấy nó là ồn ào, rất là ồn ào trong sáng sớm ngày hôm nay. Bởi vì đây, cái việc mà phong một cái chức là quý phi cho một cái người phụ nữ trong cái triều đình của Thái Lan là cả một thế kỷ nó chưa từng diễn ra. Mà nó vừa diễn ra được có 4 tháng thì hôm nay nó đã coi như là hủy bỏ hết. Rút lại. Rút lại. Như vậy thì cũng... Cho nên chúng ta cũng thấy rằng nó có một cái sự gọi là gì, phải không anh? Rối loạn. Đúng rồi. Cái sự rối ren, đúng không?